xin chào tất cả anh chị các bạn, à, xin chào những người bạn của PA Marketing, à, lại là tôi đây. À, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học và CEO công ty PA Marketing, là một cái chuyên gia chuyên tư vấn và đào tạo như triển khai các giải pháp về kinh doanh, kinh doanh online. Và hôm nay thì tháng 11 tôi đi dự một cái hội thảo về đầu tư cũng như là về kinh doanh bền vững. À, thế thì trong cái hội thảo thì có nói về cái chuyện là đầu tư làm sao cho nó bền vững và kinh doanh uh, Startup làm sao cho hiệu quả Thế thì uh, ngay lập tức thì tôi đã về tôi làm cái video này uh, Hướng dẫn cho các anh chị các bạn uh, hiểu sâu hiểu rõ hiểu đúng về cái khái niệm gọi là thu nhập thụ động uh, những cách để tiền đẻ ra tiền thu nhập thụ động và uh, thông thường thì chúng ta sẽ uh, tìm trên Google là thu nhập thụ động là gì, có bao nhiêu cách tạo ra thu nhập thụ động và các bạn đã sợt ra được những cái uh, trang web họ nói là có 10 cách, có 5 cách, có 15 cách, có 20 cách. Uh, và tôi đã đọc một số bài viết nhưng mà tôi khẳng định rằng là những cái cách phân loại như thế là không đúng, chưa đúng. 15 cách hay là 20 cách đều không đúng, đều rất là uh, chi tiết cụ thể và phân loại như thế là chưa chính xác. Đó và tôi sẽ đưa cho các bạn có thể hiểu rằng là có hàng trăm cách để tạo ra thu nhập thụ động vâng à, và để không mất thời gian nữa thì tôi sẽ trình bày với các bạn bốn cái nội dung à, trong cái video này đầu tiên là thu nhập thụ động là gì thứ hai là vai trò của thu nhập thụ động và thứ ba là những nguyên lý của những người giàu có và có được cái tự do về tài chính đúng nghĩa đúng không ạ tức là không phải lo lắng gì về tiền và cái nội dung rất là quan trọng đấy là xây dựng các nguồn thu nhập thụ động Thì có hàng trăm cách khác nhau chứ không phải chỉ có 5 cách, 10 cách à, Và tôi đưa cho các bạn cái cách mà theo cái cách phân loại của tôi rất là logic à, Rất là cụ thể, rất là rõ ràng và khoa học à, Và làm thế nào để tạo ra được cái nguồn à, thu nhập thụ động Và cuối cùng đấy là thông tin của tôi Vâng đấy, và các bạn muốn lấy cái mai mép này bản PDF hoặc bản Word thì tôi cũng sẽ gửi cho các bạn, các bạn cứ liên hệ với tôi. Đầu tiên thì tôi sẽ muốn nói là thu nhập thụ động là gì. À, thì tôi đã đọc một số những cái định nghĩa ở trên website, các bạn search là uh, Google ra uh, thu nhập tự động là gì thì tôi thấy khá nhiều cái định nghĩa là sai, không đúng. À, khi các bạn đọc cái nội dung ở trên Google thì các bạn cũng hết sức lưu ý về hiện nay là uh, có nhiều cái nội dung được phát triển bởi những cái người người ta gọi là làm seller tức là search engine optimization, tức là làm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để tăng được cái thứ hạng tìm kiếm trả về cái kết quả của trang web đó. Và những người làm cái dịch vụ này thì có thể họ sẽ không có chuyên môn về một cái thứ mà họ viết, cho nên là những cái nội dung họ viết, họ đọc, họ tổng hợp, họ dịch chưa chắc đã chính xác. Thế thì ở đây các bạn thấy rằng là trong tiếng Anh ấy, nó có từ từ Passive Passive tức là thụ động, thụ động tức là mình không phải chủ động nhé thu nhập thụ động tức là mình không cần làm mà vẫn có tiền thì cái đấy là hiểu cách đơn giản và nôm na dễ hiểu nhất là không cần làm mà vẫn có tiền đấy. thí dụ như là thầy phan anh đang phải đi dạy để nhận được lương thì cái đấy người ta không gọi là thu nhập thụ động mà đấy là thu nhập chủ động đúng không ạ à, thầy phan anh phải đứng bán hàng tại shop thầy phan anh bán hàng online rõ ràng thầy văn anh phải tư vấn phải chốt đơn thì là thầy văn anh không được coi là đấy là thu nhập thụ động có những người tôi thấy phân loại là kinh doanh rồi phân loại là bán hàng online nếu mà chúng ta tổ chức bán hàng online và chúng ta là để cho quân làm cho nhân nhân viên làm và chúng ta đầu tư tiền cho người khác làm thì đấy mới lại là thu nhập thụ động nhé nhớ rằng là thụ động tức là chúng ta không cần phải làm một cách chủ động mà vẫn có tiền không cần làm một cách chủ động. Đấy. thí dụ như thầy Phan Anh nghỉ việc ở cơ quan không đi dạy nữa thì thầy Phan Anh sẽ không có tiền bị trừ lương thì như vậy đó chính là thu nhập chủ động. OK vậy ta thống nhất cái khái niệm chuẩn của nó đấy là chúng ta không cần làm việc một cách chủ động mà vẫn có tiền chứ còn không phải là không làm gì mà có tiền là sai. đúng không ạ chúng ta phải làm rất nhiều để tạo ra thu nhập tự động. thứ hai vai trò của thu nhập thụ động đó thế thì ở đây thứ nhất là giúp chúng ta gia tăng thu nhập có thêm nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau ổn định được dòng tiền và trở nên giàu có đúng không ạ tiền đẻ ra tiền và thậm chí là chúng ta hay nói về cái chuyện đó là tự do tài chính tôi thì rất ít khi sử dụng cái thuật ngữ này bởi vì là cái thuật ngữ này là một cái thuật ngữ mà những cái đối tượng mà những người làm đa cấp họ rất là hay sử dụng và họ lôi kéo họ thuyết trình họ họ hay sử dụng cái thuật ngữ này để chia sẻ với những cái con mồi chia sẻ với những cái nạn nhân và cái từ tự do tài chính này nó là một cái từ mà nó rất là khoa học nhưng mà chúng ta thường hay lạm dụng nó và tôi phải nhấn mạnh đó là một cái sự tự do tài chính đúng nghĩa tức là Ví dụ như là chi tiêu trong gia đình chúng ta chỉ hết 50 triệu một tháng Thế nhưng mà chúng ta lại có thu nhập lên 200 triệu 300 triệu tôi lấy thí dụ như vậy đúng không ạ Thì rõ ràng là chúng ta được tự do về tài chính Chúng ta không phải lo lắng, không phải suy nghĩ Đấy. Tất nhiên thì miệng ăn núi lở đúng không ạ hai ba trăm triệu nhưng mà chúng ta lại tiêu pha phóng tay hào phóng rồi thì không biết tích lũy không biết tiết kiệm không biết tích cóp đúng không ạ và vung tay quá chán thì rõ ràng là À, chúng ta sẽ khó giữ được cái số tiền đó. Ok, nhưng mà cái vai trò của thu nhập tự động là như vậy. Rồi thứ ba là cái nguyên lý của những người giàu có trên thế giới, thì họ muốn trở nên giàu có thì họ đã làm như thế nào? thì chúng ta cần phải bắt trước họ. Thứ nhất là họ có nhiều nguồn thu nhập thu động. Đấy. Tất cả những người giàu trên thế giới và tại Việt Nam cũng đều có nhiều nguồn thu nhập. Và theo nghiên cứu thì họ phải có tối thiểu ít nhất là ba nguồn thu nhập tự động trở lên ba nguồn nhá ba nguồn thí dụ như là họ có thể làm cho thuê nhà họ có thể đầu tư chứng khoán họ cũng có thể là bán một cái tài sản cho thuê một cái tài sản gì đó đấy hoặc là họ có những cái cổ phiếu cổ phần ở những công ty này công ty khác đúng không có rất nhiều nguồn thu nhập khác nhau vâng và họ để tiền đẻ ra tiền chúng ta thấy rằng là người đẻ ra tiền thì nó chậm chứ tiền để ra tiền nó nhanh lắm thí dụ như tôi có đi làm rất chăm chỉ đúng không dạy ở trường dạy ở các cái đơn vị khác rồi đi tư vấn đi dạy thêm làm thêm rồi thì triển khai bán hàng vân vân thì tôi làm kiệt sức tôi làm rất chăm chỉ thì thu nhập của tôi độ 200 triệu 300 triệu một tháng các bạn thấy cũng rất là kinh rồi thế nhưng mà tôi giả sử đúng không ạ các bạn có một cái uh, dãy nhà trọ cho thuê các bạn có khoảng độ hai chục cái văn phòng cho thuê đúng không bạn các bạn có khoảng độ hai chục cái xe hơi cho thuê thế thì rõ ràng là làm nhiều hơn chúng ta rồi hay là với lãi suất bây giờ khoảng độ 8 phần trăm hoặc là 10 phần trăm một năm giả sử chúng ta có 50 tỷ tiền mặt gửi vào ngân hàng đúng không ạ đấy ta giả sử đó thế thì mỗi tháng chúng ta có khoảng độ 0,8 đến 1 phần trăm một tháng đi đúng không ạ thế thì chúng ta không cần làm gì cả chúng ta có khoảng độ 40 50 triệu tiền lãi một tháng và hay là thậm chí là 500 triệu một tháng tùy vào cái số tiền chúng ta gửi thế thì với 500 triệu tiền lãi một tháng thì bây giờ tôi làm gì cho nó ra tôi có đi làm CEO cho tập đoàn lớn thì cũng không ra được đúng không và và trong lĩnh vực tài chính họ có một cái thuật ngữ gọi là lãi kép đúng không ạ thì à, tôi cho bạn vay 10 triệu đúng không ạ tiền lãi một tháng sẽ là một phần trăm Thế thì nó sẽ lên đến 11 triệu Thế nhưng mà tháng sau thì lại tiền lãi của nó lại là 11 triệu nhân 1% nó lại là 1 triệu một triệu 1 Tháng tiếp theo thì nó lại là 12 triệu 100 và 1% nó lại là một triệu hai Gọi là lãi kép tức là lãi mẹ đẻ ra lãi con Và đây chính là kỳ quan thế giới thứ 8 mà giới tài chính họ nói đấy là lãi kép Vâng Nội dung quan trọng nhất của cái video này Tôi nói là cách thức và những cái nguồn thu nhập thu động để chúng ta có thể tạo ra có bao nhiêu nguồn và tôi khẳng định rằng là có hàng trăm nguồn chứ không phải có 5, 10, 20 nguồn như các website người ta đang viết đúng không ạ và tôi tổng hợp nó theo một cái hướng rất logic thứ nhất đấy là thu nhập thụ động từ việc cho thuê tài sản thu nhập thụ động từ việc cho thuê bất động sản thu nhập từ việc đầu tư thu nhập từ lãi suất đúng không ạ và thu nhập thu động từ việc kiếm tiền trực tuyến và những cái khác nữa và các bạn nhìn thấy các nhánh mà tôi chia ở đây thì nó rất là nhiều đúng không ạ thế thì à, thu nhập từ việc là cho thuê tài sản ví dụ như bạn cho thuê xe máy cho thuê xe đạp xe đạp điện cho thuê ô tô cho thuê các cái phương tiện đi lại thậm chí là ô tô tải đúng không ạ cho thuê các loại máy móc sản xuất À, như máy cày máy xúc máy sản xuất vân vân à, chúng ta kinh doanh những cái lĩnh vực đó đúng không? Cho thuê công nghệ đúng không ạ? Ví dụ như là à, công nghệ phần cứng công nghệ phần mềm à, chúng ta cho thuê à, cho thuê các đồ dùng vật dụng à, trang thiết bị đúng không ạ? Ví dụ như có những công ty họ cho thuê máy photo máy in à, cho thuê nội thất đúng không ạ? À, rồi thì à, cho thuê thậm chí là tôi cũng có biết này có những người người ta cho thuê những cái container ở công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng, rất nhiều các tài sản có thể cho thuê được và nền kinh tế chia sẻ bây giờ có thể chia sẻ được mọi thứ, đúng không ạ? Vâng, thậm chí là cho thuê lao động, đúng không ạ? Chúng ta xuất khẩu lao động ra thị trường Nhật, thị trường Hàn hoặc là chúng ta đưa lao động vào các khu công nghiệp. Thì mỗi một cái lao động người ta làm việc thì chúng ta lại có cái thu nhập thu động từ họ. Thì cái này tôi gọi nó là cho thuê tài sản và các bạn nhìn thấy ở đây mỗi một cái nhánh như thế này nó có thể ra hàng chục loại khác nhau, đó rồi tiếp theo đấy là cho thuê uh, các cái bất động sản, động sản và bất động sản nó khác nhau ở cái chỗ chúng ta phân loại đúng không? và đây chính là một cái nguồn thu nhập thu động rất là lớn tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Thế thì uh, nếu như chúng ta có những cái tài sản kiểu này, đó là các bất động sản cho thuê dạng nhà ở, dạng văn phòng, uh, rồi thì uh, co working tức là văn phòng chia sẻ chỗ ngồi à, cho thuê nhà trọ đúng không ạ? Nhà trọ sinh viên, nhà trọ cho người lao động, nhà trọ mini, nhà trọ cao cấp vân vân. thậm chí là cho thuê biệt thự đúng không? À, cho thuê về mặt bằng bán lẻ. Đấy, cái mặt bằng bán lẻ ở các con phố đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể môi giới hoặc là cho thuê. À, chúng ta cũng có thể cho thuê bất động sản công nghiệp thí dụ như là chúng ta phát triển một cái khu công nghiệp hoặc là thuê một cái miếng đất này sau chúng ta cho thuê lại để cho họ sản xuất kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng rồi thì bất động sản đất nền vân vân có rất nhiều loại bất động sản hiện nay theo thống kê có hơn 40 loại hình bất động sản thế tôi mới liệt kê sơ sơ ở đây có khoảng độ 8 loại vâng thế thì nếu như chúng ta có tài sản cho thuê hoặc là chúng ta đi cho thuê lại Thí dụ như là chúng ta sẽ thuê một cái căn nhà 4 tầng với giá là 10 triệu, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ cho thuê lại mỗi tầng với giá 3 đến 4 triệu, 5 triệu, đúng không ạ? À, thì chúng ta sẽ ăn được cái phần tiền tranh. À, thế mỗi một cái căn nhà như thế thì mình tranh được khoảng độ 3 triệu, 5 triệu, tùy vào cái khả năng mình cho thuê. Thế, thế thì mình quản lý 30, 50, thậm chí 100, thậm chí 1.000, cái bất động sản cho thuê như vậy, cái về lý thuyết đúng không? Vâng, thì chúng ta sẽ kiếm được à, thu nhập thu động từ cho thuê bất động sản. À, tiếp theo, à, đó là thu nhập, cái nguồn thu nhập là đến từ các hoạt động đầu tư. À, ví dụ như chúng ta có thể đầu tư chứng khoán trong và ngoài nước. À, chúng ta có thể mua trái phiếu, đúng không ạ? Trái phiếu chính phủ, công trái, trái phiếu doanh nghiệp. À, thế nhưng mà ngày nay, thời điểm này thì cũng có rất là nhiều những cái tin tức xấu về trái phiếu nên là các bạn khi mua trái phiếu các bạn cũng hết sức lưu ý và cẩn thận, thận trọng. Các bạn phải kiểm tra đánh giá rất là kỹ lưỡng đúng không ạ? Về các cái vấn đề về uy tín, về pháp lý vân vân. Rồi chúng ta đầu tư bất động sản, ví dụ chúng ta mua, chúng ta lướt đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta mua giá là 20 triệu một mét. sóng nó lên được 25 triệu, 28 triệu là chúng ta bán. và như vậy người ta gọi là lướt sóng đúng không ạ? Hoặc là đầu tư dài hạn tùy vào cái chiến lược đầu tư của chúng ta tùy vào khả năng tài chính của chúng ta đầu tư tiền kỹ thuật số coi ví dụ như bitcoin ethereum rồi thì rất nhiều những cái đồng an coi khác Đấy. đầu tư về ngoại hối forex tuy nhiên cũng hết sức là lưu ý đúng không hiện nay thì có rất nhiều đơn vị họ gọi điện mời đầu tư về ngoại hối chứng khoán quốc tế nhưng mà chúng ta hết sức cẩn thận bởi vì là chúng ta không biết đầu tư hoặc là đầu tư và những cái sàn linh tinh là nó sẽ lừa chúng ta và lấy hết tiền của chúng ta làm cháy tài khoản của chúng ta rất nhiều rồi à, chúng ta cũng có thể góp vốn kinh doanh à, với một cái nhóm người nào đó một cái công ty nào đó mà làm ăn có lãi đúng không ạ và chúng ta xem sổ sách à, chúng ta xem chứng từ rồi chúng ta ký hợp đồng rất là uy tín à, để chúng ta hưởng lợi nhuận hàng tháng hàng quý hàng năm đó à, chúng ta cũng có thể hợp tác kinh doanh với họ góp vốn với họ để chúng ta đầu tư cũng như là gọi hợp tác kinh doanh để kiếm lợi nhuận, lời ăn thua chịu để tất cả những cái vấn đề này thì các bạn cũng cần lưu ý đến cái việc là à, công ty nào, đơn vị nào, hình thức huy động vốn nào, hình thức hợp tác nào, các cái vấn đề về hợp đồng pháp lý đối với chúng ta như thế nào chúng ta phải đọc chúng ta hiểu hết. À, tất nhiên là người thân người quen giới thiệu chúng ta thôi nhưng mà chúng ta phải hiểu và hiểu rõ về các cái nguy cơ, các cái rủi ro vân vân tiếp theo là chúng ta có thể đầu tư vào các chứng chỉ quỹ tất nhiên thì chứng chỉ quỹ thì cái lợi nhuận của nó sẽ thấp đúng không ạ nó chỉ rơi vào dao động từ khoảng 12 đến 20% một năm thôi à, nhưng mà được ưu điểm là nó sẽ an toàn và nếu như chúng ta có số tiền lớn thì chúng ta nên đầu tư vào các chứng chỉ quỹ thì các cái quỹ của họ họ sẽ đầu tư như vậy là sẽ rất là tốt và họ kiểm soát được dòng tiền và họ có khả năng kiếm được rất là nhiều tiền trong tương lai bởi vì họ có đội ngũ đội ngũ chuyên gia và phân tích kỹ thuật rồi vân vân để họ làm và họ chia sẻ cái tiền đấy cho chúng ta thế nên là chúng ta có thể an toàn hơn đấy. hoặc là chúng ta có thể phát triển các hệ thống bán hàng và sau đó thì hàng cứ được bán hàng cứ được bán và chúng ta không cần phải làm nữa để chúng ta vẫn có thu nhập đấy. và tham gia vào các hệ thống bán hàng đa cấp các hệ thống bán hàng đa cấp thì cũng như vậy đúng không ạ nếu mà chúng ta bán hàng tốt thì chúng ta sẽ có một cái lượng hàng nó cứ đi đi đi, đi đều 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 và chúng ta có thu nhập Đấy, cái thu nhập ở đây là chúng ta nhớ rằng là khi mà chúng ta không cần làm thì chúng ta vẫn có. Vậy các bạn nhìn thấy là riêng về đầu tư thôi, chúng ta có bao nhiêu dạng đúng không ạ? 1 2 3 4 5 vâng, 6 7 8 9 dạng. À, rất nhiều, rất nhiều. À, chúng ta đi vào chi tiết nữa thì nó còn nhiều nữa trong và ngoài nước đúng không ạ? Các hình thức khác nhau. À, các rồi. À, tiếp theo đấy là chúng ta có những cái nguồn thu nhập thụ động đến từ lãi suất Ví dụ như chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng à, ngày nay mà chúng ta gửi ngân hàng khoảng 8 đến 10% một năm đấy, thế thì chúng ta gửi vào đấy thì à, chúng ta nhận lãi suất à, ví dụ vui vui mà chúng ta có 50 tỷ tiền mặt chúng ta gửi vào à, lãi suất là 10% một năm thì một năm chúng ta có 5 tỷ tiền lãi à, 5 tỷ một chia trong 12 tháng thì mỗi tháng chúng ta bình quân có 400 triệu tiền lời Thế còn à, lấy đâu ra 50 tỷ thì thầy Phan Anh không biết đúng không À, thầy chỉ vẽ cái bài toán tính cua trong lỗ như thế, à, đúng không? OK, chúng ta mua bảo hiểm, mua bảo hiểm để làm gì? để bảo vệ tài sản của chúng ta, bảo vệ sức khỏe. thí dụ như là chúng ta ốm đau thì chúng ta không phải bỏ tiền mặt ra à, chi tiêu mà chúng ta sẽ thanh toán bằng bảo hiểm. xe hơi của chúng ta va chạm tai nạn thì có bảo hiểm người ta chi trả. À, máy móc nhà xưởng chúng ta cũng mua bảo hiểm đó rất là tốt, đúng không ạ? chúng ta có thể đầu tư vào các quỹ hưu trí, à, mua đóng bảo hiểm xã hội đúng không ạ để làm gì để sau này chúng ta có để sau này chúng ta sẽ có cái số tiền lương hưu chúng ta tiêu và chúng ta không phải tiêu đến các cái tài sản khác thì chúng ta sẽ ổn định được hơn và chúng ta nhớ rằng là đóng bảo hiểm càng sớm càng tốt và càng nhiều càng tốt đồng thời với duy trì sức khỏe nữa Thí dụ như bây giờ mà tôi mà về hưu thì lương hưu của tôi khoảng 20 triệu một tháng đúng không Thế thì tôi rất là yên tâm nghỉ hưu không phiền đến con cái không phiền đến gia đình người thân thậm chí mình tiết kiệm được mình chi tiêu hạn chế thì mình có thể cho thêm con cái đúng không ạ đỡ đần chúng nó thêm đấy thì trẻ chúng ta cần phải lưu ý những cái điều này sớm để chúng ta có được cái cái hoạch định tài chính tốt cũng như là cái sự tự do tài chính một cách hợp lý hoặc là chúng ta có thể đầu tư ủy thác tức là chúng ta đưa cho họ họ đầu tư và chúng ta nhận lãi thì hiện nay có rất nhiều những cái hình thức đầu tư ủy thác như là coi như là forex như là bất động sản như là à, công nghiệp rồi như là góp vốn vân vân à, thì chúng ta cũng hết sức lưu ý và nếu mà các bạn cần tư vấn về các hình thức đầu tư này thì các bạn có thể liên hệ với tôi à, tôi sẽ tư vấn cho các bạn rất nhiều những hình thức góp vốn à, đầu tư vào hợp tác kinh doanh ủy thác như thế nào à, tôi khẳng định với các bạn là với cái mối quan hệ của tôi và cái lượng học trò cũng như là những cái hiểu biết của tôi về thị trường rất là tốt nên là tôi có thể chia sẻ đóng góp những ý kiến cho các bạn hoặc là các bạn muốn đầu tư vào đâu các bạn định góp vốn vào đâu định làm như thế nào thì tôi có thể chỉ cho bạn được những cái rủi ro về mặt tài chính rủi ro về mặt pháp lý rủi ro về mặt tương lai dòng tiền vân vân và thậm chí là chúng ta có một cái số tiền lớn chúng ta phải cho cho vay nhận lãi suất qua đêm cầm cố đúng không ạ cho vay lãi Đại, thực tế là chúng ta vẫn có những cái hoạt động cho vay lãi và cầm cố Đại, Tất nhiên là chúng ta phải tuân thủ pháp luật để chưa ạ Thí dụ như chúng ta phát triển như kiểu f88 hay là ứng lương các thứ vân vân và cuối cùng đây lại chúng ta sẽ có những nguồn thu nhập thu động đến từ cái hoạt động kiếm tiền trực tuyến mà đấy make money online để kiếm tiền trực tuyến thí dụ như chúng ta làm kênh YouTube thì chúng ta có kiếm được YouTube AdSense chúng ta làm Google Google à, chúng ta tham gia vào cái hệ thống Google Adsense thì chúng ta có thể bán quảng cáo cho Google Display Network thì chúng ta sẽ kiếm được thêm à, hoặc là AdMob đúng không AdMob là cái quảng cáo của Google à, ngoài ra thì chúng ta có thể kiếm tiền ở trên TikTok à, trên Facebook đều có những cách kiếm tiền hết à, rồi thì chúng ta có thể tham gia các hoạt động affiliate marketing à, như là của AdSense của ClickBank của CJ của Amazon Affiliate vân vân trên thế giới cũng có rất nhiều các cái mạng Hiển thị cũng như là mạng Affiliate như thế này chúng ta có thể Tham gia vào học hỏi và làm Tham gia vào hoạt động bán hàng dropshipping white label hay là wholesaling Cũng là những cái hoạt động thương mại điện tử Chúng ta cũng để sản xuất những cái tài nguyên điện tử trực tuyến Để bán Bán một cách thụ động đúng không Thí dụ như bán ebook bán video bán File âm nhạc À, bán các khóa học như thầy Phan Anh ngày xưa là chùm bán các khóa học luôn đúng không à, bán ảnh bán file thiết kế file đồ họa bán tài liệu à, bán tất cả những tài nguyên mà người dùng có thể mua à, rất nhiều những cái dịch vụ phần mềm trực tuyến à, chúng ta có thể bán và cho thuê à, như phần mềm chỉnh sửa ảnh rồi vân vân và chúng ta có thể phát triển app phát triển các app để mà chúng ta kiếm được tiền quảng cáo từ Google vân vân À, như ở Việt Nam thì cũng có những người người ta làm app và người ta bán quảng cáo rất là tốt à, Ok Và cuối cùng thì cũng có những cái hình thức khác nữa thì Tôi chưa liệt kê hết ở đây Như vậy các bạn có thể nhìn thấy là Nó không chỉ có 5 nguồn hay 10 nguồn Đúng ạ Ở đây là chúng ta chia thành các nhóm Cho thuê tài sản, cho thuê Bất động sản, đúng ạ Từ đầu tư à, Lãi suất Và kiếm tiền trực tuyến Đó và trong từng hạng mục như vậy là có rất nhiều cách thức khác nhau như vậy là nó có thể lên đến hàng trăm cái phương pháp đấy. thế thì làm thế nào để bạn có thể tạo ra được nguồn thu nhập thụ động à, ổn định nó đúng không thế thì bạn làm theo những hình thức phía trên tôi vừa nêu chọn một vài đấy và sau đó chọn mảng chọn lĩnh vực có hiểu biết có chuyên môn sâu am hiểu sâu về nó tìm hiểu à, hiểu biết sâu sắc để chúng ta làm và, và tuân thủ pháp luật đúng không ạ rồi thì các cái kỹ năng về tài chính và thực tế, đúng không ạ? Hiện nay thì trên thị trường cũng có rất nhiều người người ta mồi chài, người ta mời mình vào bởi vì người ta có lợi ích trong đó, người ta được thưởng ba phần trăm, năm phần trăm, phần trăm ví dụ thế. Đấy, cho nên là à, họ có thể sẵn sàng đưa chúng ta vào chỗ chết mà họ không nói ra sự thật. À, và tiếp theo đấy là chúng ta cũng không được à, sử dụng các đòn bẩy tài chính. À, đòn bẩy tài chính tức là giống như mình tính cua trong lỗ là À, mình đi vay lãi suất là 10% một năm à, sau đó thì công ty kia họ trả mình 30% một năm Thế mình không cần làm gì cả thì mình được 20% à, Đúng rồi đấy chính là nó rơi vào cái hình thức là thu nhập từ lãi suất đấy à, Thu nhập từ lãi suất đấy Thế nhưng mà công ty kia nó lại không trả lãi đúng hạn phát, à, Chúng ta vẫn phải trả trả lãi đúng không ạ Thế là chúng ta ăn đòn đấy, Hoặc là chúng ta vay ngân hàng 10% một năm để mua xe ô tô hoặc thậm chí là 12% phần là mua xe ô tô nhưng mà chúng ta để chạy xe thế nhưng mà gặp dịch covid thì chúng ta lại không chạy được xe đấy, hoặc là xe bị tai nạn đúng không ạ thì chúng ta không hoạt động được thế là mất tiền sửa xe xe thì bị khấu hao bị hao mòn bị giảm giá trị nhưng mà tiền lãi thì lại gia tăng xe thì lại bị mất giá đấy thế nên là chúng ta cần phải tính toán về tài chính dòng tiền nhá và các bạn có bất kỳ cái uh, sự mong muốn sự tìm hiểu sự chia sẻ từ tôi thì các bạn cứ liên hệ với tôi tôi sẽ giúp được các bạn và sẽ ít nhất là giảm cái rủi ro cho các bạn khi các bạn đầu tư các bạn làm cái gì đó tôi chia sẻ những cái kênh như này là hoàn toàn miễn phí mất thời gian làm ra nghiên cứu bởi vì cái lượng kiến thức cái tri thức của tôi thì cũng tôi nghĩ rằng là rất là tốt rất là dày dặn kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ những điều này để cho các anh chị và các bạn có được những cái nhìn tổng quát và giúp ích được cho anh chị và các bạn. Vâng và, và cuối cùng là thông tin liên hệ của tôi. À, các bạn đã nghe quen giọng của tôi rồi đúng không? Thế tôi là Nguyễn Phan Anh, hiện nay là giảng viên đại học tại Hà Nội, à, giảng dạy cho một số trường lớn tại Việt Nam. À, tôi là CEO của công ty PA Marketing chuyên đào tạo, chuyên tư vấn, chuyên triển khai về kinh doanh, kinh doanh online, bán hàng online, quảng cáo trực tuyến, à, marketing truyền thông. Ok. À, học vị của tôi thì tôi có bằng thạc sĩ luật Đấy, học luật thì tôi có hai bằng của đại luật hà nội à, thạc sĩ quản trị kinh doanh à, quốc tế của một trường đại học ở nước ngoài à, như vậy là tôi có bốn bằng đại học ở bốn cái lĩnh vực khác nhau à, hiện nay thì tôi cũng đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ và năm thứ ba hy vọng là thuận lợi thì hai năm nữa sẽ xong còn không thì chúng ta cũng phải cố gắng cũng phải xong à, và khi xong thì tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin này với các bạn đúng không ạ và tôi giảng dạy, nghiên cứu và triển khai về Marketing Online từ năm 2008 đến nay Và thông tin này là thông tin chuẩn xịn chứ không phải là hàng pha giống như là những thầy bà trên đơn vị khác Thông tin liên hệ của tôi là email là fanangonline.gmail.com Facebook cá nhân là facebook.com online Các bạn tìm Nguyễn Phan Anh PA Marketing là sẽ thấy hotline là 0989 623 858, zalo cũng như vậy. À, số này thì tôi đã dùng được 17 năm rồi, nên là cũng không đổi đâu, nên các bạn cứ yên tâm vào. và vào website là pa marketing.vn. À, tôi còn có một cái website bán hàng nữa, à, có một cái website bán các cái sản phẩm thực phẩm chức năng và thuốc cao cấp của Nhật đấy là pa store.vn. À, nếu mà các bạn muốn mua một số những cái sản phẩm của Nhật ví dụ như là viên uống đẹp da hay là thuốc chống đột quỵ hay là tăng cường sinh lý cho nữ tăng cường nội tiết tố à, rồi thì mỹ phẩm nhé. nhập khẩu trực tiếp của nhật rất là xịn có mấy sản phẩm đấy thôi thì các bạn vào trang pa store vn của tôi để mua hàng và và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này cái chia sẻ này của tôi và nếu các anh chị thấy nó hay nó hữu ích và giúp được nhiều người thì hãy À, bấm nút share cái video này cho những người khác à, và à, comment tương tác, cảm ơn à, hay là đóng góp ý kiến cho tôi hoặc là nếu cần tư vấn tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí hoặc là tư vấn có phí có trả phí thì, thì các bạn cứ liên hệ với tôi à, đừng ngại được chưa? có nhiều cách liên hệ qua email, qua facebook, qua zalo, qua gọi điện đều được và à, một lần nữa xin được cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào.